Rồi, đây, ví dụ như quần áo của các anh các chị mà Dính ra cái vết dầu nhớt Thì em lấy một cái vết, vết là vết cũng khó giặt Đây là cái vết dầu nhớt này này mình đổ ra đây này Em sẽ đổ ra đây nhá Mùi toàn mùi dầu nhớt này Rồi, ok Mình sẽ đổ một cái lượng lên đây Một cái lượng dầu nhớt lên trên cái um... Em đã cho chị cái giấy Có cái giấy khô ấy uh... Rồi đổ một chút dầu nhất mọi người ơi mọi người <laughs> những ai mà là uh, các anh chị khách hàng ấy mình có thể là gửi cho bạn bè của mình vào đây xem giúp em nhé đây ở trên đây là em có em có đổ vào đây vào dầu nhất đây rồi này. này cũng khá là cũng khá là đậm đặc đấy. đổ dầu nhất ở đây rồi sau đấy cái cách sử dụng đối với những cái quần áo bình thường thì các anh chị có thể giặt bình thường thôi đúng không ạ giặt bằng cái cách bình thường giặt tay hoặc giặt máy bình thường đổ nước giặt vào theo đúng cái hướng dẫn sử dụng ở trên cái can này này Đấy ví dụ chẳng hạn như là từ 3 đến 4 cân quần áo thì mình sẽ đổ là 40 đến 60 ml đúng không ạ? 7 5 đến 7 cân thì 60 đến 80 ml và tương tự mình cứ thấy mình tăng lên giống như cái hướng dẫn ở trong này. Đó. Thế thì còn đối với những cái vết bẩn mà nó cứng đầu thế này à các anh nam mà sửa chữa máy móc xong hay hoặc là các bé nhà mình đi xe đạp hoặc là xe máy gì đó chẳng may hoặc là tóm lại là chơi một cái đồ gì đấy mà nó bị dây những cái vết dầu mỡ vết mực bút bi hay là son môi của các chị em phụ nữ hay hoặc là tượng à, tương ớt tương cà phô mai đúng, đúng không ạ thì mình cái cách nào là mình sẽ đổ trực tiếp Cái nước giặt này lên trên cái vết bẩn đó Này rót một xíu ra này Rồi rót một chút ra sau đó thì các anh chị là Đổ này đổ trực tiếp Đổ trực tiếp lên trên cái vết bẩn đó Một lượng nước giặt Được chưa ạ Rồi sau đó thì các anh chị để đây khoảng độ vài một một xíu thôi đây khi ngay khi mà em đổ vào các anh chị sẽ thấy một cái điều là nó lại đang làm nó đang làm tan được chưa nó đang bóc tách cái dầu ra này các anh chị này đấy là bóc tách ra và nó đang thấm xuống bên dưới đấy các anh chị đó, nó bóc tách ra. Nó bóc tách cái dầu này ra nhá. Lát nữa là nó sẽ nổi lên trên bề mặt nước ấy. Đây này, nó đang mờ dần đây các anh chị này. Các anh chị có quan sát thì nó mờ dần mờ dần đúng không ạ? Các bạn trợ lý có nhìn thấy không? Ừ, có phải để gần nữa không? Đang quan sát thấy đúng không? Nó đang mờ dần này. thậm chí là em có thể cầm sát được đấy chị. Cầm sát cho các anh chị thấy nó đúng, nó đang rất là đậm đặc bây giờ nó đang mờ dần rồi nhé Và cho xem mặt đáy đi, nó đang bóc tách ra đấy. Được chưa ạ? Rồi, mình quan sát tiếp này nó đây, nó đang mờ dần mờ dần này. Và như lúc đó em nói là 100ml nước giặt này nó sẽ có chứa 34,8 triệu lợi khuẩn Và cái lợi khuẩn đấy nó sẽ tự nhân lên gấp 2 lần trong môi trường nước Nếu như các anh chị để trong môi trường nước 20 phút, được chưa ạ? Thế thì bây giờ em sẽ cho vào đây một ít nước này Em sẽ cho vào đây một ít nước Nước sạch mình sẽ cho vào đây Mình ngâm trong môi trường nước này cho em Tầm khoảng độ 20 phút, đúng chưa ạ? Giống như cái hướng dẫn là những cái vết xong mình cho thêm một xíu vào đây Được chưa ạ? Rồi, sau đấy là các anh chị để ra đây. Em vẫn cứ để nguyên đây nhé. Lát nữa chúng ta sẽ đọc kết quả của cái nước giặt. Rồi, mình quay ra từ lễ là mình chưa được 20 phút đúng không? Chưa được 20 phút nhỉ? À, nhưng mà sẽ là, đây này, mọi người nhìn này, quan sát cho em. Không biết là mọi người có thấy không? Đây này. Mọi người có thấy nó mờ đi không ạ? Nó mờ đi rõ rệt luôn đúng không ạ? Và đây là nó bắt bóc tách cái dầu ra này. Rồi, bây giờ mình vò nhá. Mặc dù nó chưa được 20 phút đâu. Để với những cái vết bẩn như này, các anh chị phải cần ngâm cho em trong khoảng 20 phút để nó gọi là nó làm sạch hiệu quả nhất tốt nhất được chưa ạ còn mình đang ngâm chưa đủ đâu mình mới ngâm được có mấy phút thôi các anh chị nhà mình sẽ giặt này nhà nó đang bóc tách hết cái 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 dầu này ra này này mọi người có quan sát thấy không ạ em đang giặt này không biết để xa này có nhìn nữa không mọi người có thấy không có thấy là nó mờ đi không à. ok đây là mình chưa để được 20 phút nhưng mình mới để được có vài phút thôi các anh chị đấy và các anh chị thấy là nó đã, đã làm sao ạ? Mọi người có ai có nhìn thấy là nó nó, 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 sạch rồi không ạ? Mọi người cần phải ngâm thêm nhá, ngâm thêm cho em tầm độ 20 phút để cho nó sạch hoàn toàn, được chưa ạ? Nếu mà các anh chị mà quan sát thấy là nó, ờ, quan sát thấy rồi thì comment cho em chữ có đi ạ. Đấy, cái vết dầu nhớt đấy các anh chị. Mọi người có xem từ đầu đến giờ không ạ? Có xem từ đầu, có quan sát từ đầu đến giờ là em đổ cái dầu nhớt vào như nào không ạ? Và bây giờ nó sạch được rồi này các anh chị. Với các cái vết bẩn còn lại khác, ví dụ như một bút bi của trẻ nhỏ, các em bé nhà mình đi học đến trường á, mình bị cái tình trạng là bút bi nó dính vào quần áo, hay hoặc là những cái uh, uh, vết mực ẩm uh, uh, vết tương ớt tương cà hay là bút màu các anh chị hoặc là vết son môi đúng không ạ rồi thì rượu vang hoặc là các anh anh nam thì có thể là si đánh giày các anh chị thì các anh chị hãy sử dụng cho em cái nước giặt này nó làm sạch vô cùng hiệu quả luôn nha các anh chị làm sạch vô cùng hiệu quả và như lúc nãy thì em có nói là cái hướng dẫn sử dụng là mình sẽ ngâm gọi là mình sẽ xoa trực tiếp cái nước giặt này lên cái vết bẩn đó mình để như vậy xong rồi đổ thêm nước vào cho em để cho môi trường nước là khoảng 20 phút đúng không ạ nhưng mà từ nãy giờ làm gì được 20 phút đúng không được có mấy phút mà em đã vòi luôn mẹ em đã thấy là mọi người đều thấy là nó sạch đúng không ạ? Mục mục bút máy ok không? Với mục bút máy thì nó cũng sạch nhưng mà chị phải cần phải làm sạch sớm nhá, để lâu là nó két và nó sẽ khó hơn đấy chị ạ. Đấy, thì rồi, xong, mình sẽ xong cái phần nước giặt luôn nhé ban đầu em định là làm cái nước giặt này trước để chờ trong khoảng 20 phút để đọc nhưng mà em muốn đọc luôn để cho các anh chị nhà mình thấy không có tránh trường hợp các anh chị vào xem like lâu quá các anh chị đi ra mất <laughs> được 9 phút rồi chị sương đó mới được 9 phút thôi nhá chị sương bảo được 9 phút còn đơn là khuyến khuyến cáo là mình sẽ để 20 phút nhưng mà 9 phút là cũng đã sạch rồi này các anh chị đó thì để 20 phút thì nó sẽ sạch sạch bong kín kít luôn và đây là nó đã sạch rồi nhé rồi em mới bỏ chị cái này ra này